Dạ, Nam mô Bụt-tha-yá, Nam mô Tham-ma-yá, Nam mô Sankhaya, thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, kính chào quý chư Hồng Tư Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay đó thì là cái ngày giảng của chúng tôi. Chiều này chúng tôi có nói chuyện với cô Nhật Quỳnh, không biết là trong ban tổ chức room á có chuẩn bị gì cho cái ngày, cái chương trình đặc biệt nào của ngày xuân hay không. Thì có nghe nói là không có. Do vậy cho nên là chúng tôi, thay vì chúng ta là vẫn học như những ngày thường, nhưng chúng tôi nghĩ rằng những ngày thường thì chúng ta học kinh rất là nhiều rồi. Ngày nào cũng có giảng kinh kệ để cho chúng ta nghe hết. Nhưng riêng hôm nay thì cái buổi giảng của chúng tôi nó rơi vào ngày đầu xuân, tức là cái ngày mùng 1 Tết theo Tết cổ truyền của dân tộc. Thì sư chọn cái đề tài của một cái ngày xuân để sư chia sẻ với quý vị. Thì trong những buổi học sau thì tôi sẽ giảng kinh tiểu bộ như là những kinh mà chúng ta đã học vừa qua. Thì trước khi giảng cái bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt, rồi sau đó chúng tôi sẽ giảng. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakavantang Abhivadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Soa khá tô phá gá quá ta thấm mô thấm mang nam ma sa mỹ. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Suva ti ban nô phá gá quá tô sa quá ca san khô san khăn nam ma sa mỹ. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do ơn đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như chúng tôi đã thưa là hôm nay là ngày mùng 1 Tết cổ truyền của dân tộc, Tết Nhâm Dần 2022. Dạ. Cảm ơn Phật tử Sài Gòn mưa nắng. Dạ. Thì chúng tôi xin chia sẻ một cái đề tài ý niệm ngày xuân của người Phật tử. Dạ. Sự thật ra thì những ngày này đó thì chư tăng rất là bận rộn, bởi vì ở đâu thì cũng có Phật tử ở địa phương đó. Mà người Việt của chúng ta thì lại có cái truyền thống văn hóa của người Việt là cứ mỗi độ xuân về thì người ta thường đi đến chùa lạy Phật, lạy Phật cầu sự an lành cho gia đình. Nhân đó thì người ta lại có dịp để tạo phước cúng dường nhân cái ngày xuân này. Và mọi chuyện lành đó, việc thiện đó, người ta cũng mong muốn sự an lành đến cho gia đình và bản thân. Đó là cái điều mà mong muốn của tất cả người Việt của chúng ta nói chung và người Phật tử nói riêng. Thì hôm nay đó, do là cái ngày mùng 1 Tết, cho nên là sư giảng ý nghĩa, ý niệm ngày xuân của người Phật tử với cái tựa đề ý niệm ngày xuân của người Phật tử. Thì như quý vị biết rằng Tết Nguyên Đán là một trong những cái Tết mà truyền thống của dân tộc của chúng ta rất là lâu, từ xưa tới giờ rồi. Chữ Nguyên ở đây có nghĩa là bắt đầu, bắt đầu của một ngày mới, bắt đầu của một năm mới. Còn chữ đáng ở đây có nghĩa là buổi sáng,
Cho nên là thường là mùng 1 Tết hay là giao thừa, tức là nửa đêm 12 giờ đêm, thì xem như là trở đi đó, thì xem như là một ngày của một đầu mùa xuân. Mùa xuân là khởi đầu của bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Thường là người ta nói là xuân ôn, thu lương, hạ nhiệt, đông hàn. Mùa xuân thì mát mẻ, mùa thu thì ấm áp, mùa hạ thì nóng nảy, mùa đông thì lạnh buốt. Đó là chúng ta đang nói đến những cái địa phương có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhưng mà trong miền Nam thì chúng ta biết là chỉ có hai mùa thôi, mùa nắng mùa mưa mà thôi. Miền Bắc thì còn có thể tương đối là gần gũi bốn mùa, là chúng ta thấy nó tương đối là rõ rệt, rõ rệt. Thì trong những ngày này đó, thì những người Phật tử chúng ta đều ít nhiều chúng ta đều có đi đến chùa hết. Tùy theo hoàn cảnh địa phương, chúng ta xa gần thì chúng ta cũng đều đi đến chùa. Và đặc biệt là Việt Nam chúng ta, Đài Loan cũng như là Trung Quốc, ba nước này nói chung là có những cái ăn Tết đón xuân nó giống nhau, giống nhau. Thì như vậy thì khi mà mình đón xuân á, chúng tôi có nhớ cái câu là người ta nói là vui chơi nhưng mà cũng không quên phận sự. Lại ở trong kinh có một điều đó là chúng ta sống trong cuộc đời này thì không phải là chúng ta tách xa với cuộc đời này. Có nghĩa là những cái ý niệm văn hóa về ngày xuân đó, mặc dù là chúng ở đây có một số Phật tử sống xa quê hương, sống ở trời Tây, tức là chúng ta ảnh hưởng văn hóa phương Tây, nhưng mà ít nhiều đó là cái truyền thống nó gắn liền với trong máu thịt của mỗi một người chúng ta, mỗi người Việt của chúng ta đó. Cho nên trong cái ý niệm ngày xuân, ít nhiều chúng ta cũng có một chút hoài niệm về quá khứ, hoài niệm về đời sống văn hóa trong những ngày xuân chúng ta chuẩn bị cái gì. Chúng tôi nhớ ở trong kinh, và cái bài kinh này là kinh tương ưng mà cách đây mấy bữa chúng tôi có giảng ở trong room Phật Pháp Buddha Dhamma. Thì trong kinh tương ưng á, thì có một lần nọ Đức Thích Xua vua Ba Sê Na Đế, là Bà Tư Nạc đó, đại vương làm gì trước khi có những cái hiểm họa, hiểm họa tức là già bệnh chết đó, có những cái hiểm họa, hãy chuẩn bị cái gì trước khi có cái hiểm họa đó đến với chúng ta. Sự thật ra đó, thì chúng ta đón một mùa xuân là một mùa khởi đầu của đầu năm, ngày đầu của một năm, một tháng, và một tháng đầu tiên của 12 tháng. Và xuân hạ thu đông đó là mùa tiết đối với một năm. Thì Đức Vua, khi mà Đức Phật Ngài hỏi như vậy thì Đức Vua trả lời rằng con có thể làm gì hơn ngoại trừ con sống với đúng với chánh pháp, sống chân chánh trong pháp, và làm các cái hạnh lành, các cái công đức cho con khi con chuyển qua một cái tuổi, bước thêm một tuổi nữa. Đó là ví dụ như bây giờ chúng ta ở đây đó là chúng ta 7-80 tuổi, 6-70 tuổi, 5-60 tuổi, 3-40 tuổi, tùy theo mỗi người. Nhưng mà đón xuân á, thì là một ngày vui. Chúng ta sống được một ngày nào thì ngày năm nào thì chúng ta mừng năm đó, tháng nào thì chúng ta mừng tháng, và năm nào chúng ta mừng với cái năm đó, ngày nào thì chúng ta mừng với ngày đó. Nhưng mà chúng ta có một điều đó là chúng ta nên làm các cái công đức, các hạnh lành mà như Đức Vua Ba Tư Nạc đã trả lời cho Đức Phật. Chúng ta thấy qua một năm thì cái tuổi thọ chúng ta thêm một năm, nhưng mà đồng thời đó là cái mạng sống của chúng ta lại vắng đi một chút rồi. Và do vậy chúng ta cần làm các cái hạnh lành,
ở trong cái đời sống này. Mọi người chúng ta đó, thì ai ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc, được no cơm ấm áo, được những cái sự thông thả trong cuộc đời này, rồi con cháu đề huề, rồi là mỗi cái điều hy vọng trong một năm mới, chúng ta có những cái hy vọng. Hy vọng nó sẽ là được hanh thông hơn, được thuận lợi hơn, được tốt đẹp hơn. Đó là điều mà chúng ta mong muốn. Nhưng mà đối với một người Phật tử thì chúng ta nên có một cái ý niệm bước sang năm mới á, thì chúng ta sẽ có đời sống tốt hơn, đời sống tốt hơn. Ở đây đó là chúng ta sẽ có những cái điều kiện thuận lợi để chúng ta làm được các cái công đức thiện sự. Đặc biệt như là chúng ta thường, trong người Việt chúng ta đó, có một cái ý niệm là thường là chúng ta cứ chúc Tết cho nhau là sức khỏe được dồi dào. Có sức khỏe thì mình sẽ có làm được nhiều thứ ở trong cuộc đời này. Rồi mong muốn rằng sẽ gia đình được hạnh phúc, được hanh thông, hoặc là công việc được trôi chảy. Thì đó là những cái điều mà người ta mong muốn cho nhau là như vậy. Nhưng mà rồi đó, thì người Phật tử ngoài cái công việc đời sống được bình an đó, chúng ta mong muốn đời sống được bình an, thì bên cạnh đó chúng ta nghĩ rằng chúng ta cũng mong muốn rằng một năm mới chúng ta được có những cái điều kiện thuận lợi hơn về sức khỏe, điều kiện vật chất chúng ta có được, rồi thời gian rảnh rỗi chúng ta có được để chúng ta có thể làm được nhiều cái thiện sự trong đời sống. Thí dụ bây giờ nè, quý vị có điều kiện thì quý vị mới bố thí cúng dường. Quý vị có sức khỏe thì quý vị mới làm được những cái việc đó, hoặc là giữ giới, hoặc là tham thiện. Quý vị có thời gian thì quý vị mới có thể là rảnh rỗi để chúng ta tập cho mình cái đời sống thiền tập. Thì chúng tôi nghĩ rằng, phải nói rằng chúng ta có những cái điều kiện thuận lợi để chúng ta thực hành những cái thiền pháp. Chúng tôi nhớ ở trong Kinh Pháp Cú, có một vị tỳ kheo tên là Thammarama. Khi mà mọi người hay tin Đức Phật sắp sửa Niết Bàn đó, mọi người hay tin Đức Phật sắp sửa Niết Bàn đó, thì có người buồn, khổ, sầu muộn bởi vì một bậc đạo sư sắp sửa rời chúng ta. Và chúng ta không được một cái lời nhắc nhở, giáo dưỡng, rồi hướng dẫn trong khi Đức Phật sắp sửa Niết Bàn, cho nên họ rất là buồn khổ. Nhưng mà vị tỳ kheo Thammarama này lại họ thấy rằng là Đức Phật không bao lâu nữa, trong 3 tháng nữa Như Lai sẽ tịch diệt, cho nên là vị này rốt ráo, vị này phải tích siêng năng lo tìm cái chỗ nơi thanh vắng để mà tham thiền, để rồi chứng đắc được đạo quả giải thoát trước khi Đức Phật tịch diệt. Thì cái nghĩ đó đó của một vị tỳ kheo tên là Thammarama đó, đó là một trong những cái suy nghĩ tích cực ở trong đời sống. Cho nên là mặc dù ở bên ngoài đó, chúng ta biết rằng người ta đón xuân, người ta có nhiều cách để mà người ta vui chơi. Người Việt chúng ta có nói cái câu là chơi Tết hoặc là ăn Tết. Thì có người đó chơi Tết nhưng mà quên mình, vui Tết nhưng mà người ta quên mình, người ta xa vào một con đường trụy lạc như cờ bạc, rượu chè, rồi ăn chơi trác táng. Mình nghĩ lại đó, người ta cứ đi làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày để người ta tích lũy trong 3 ngày Tết vui chơi thoải mái, nhiều khi quên mình. Quý vị học ở trong Kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện, có một lần nọ ở thành Sawatthi, người ta có một cái lễ hội là vui chơi nhưng mà người ta quên họ. Người ta ca hát, người ta vui chơi, người ta đàn địch, người ta trác tán, mà thậm chí người ta xa vào cái con đường trụy lạc. Thế mà người ta nói đó là cái vui.
Rồi khi mà cái chuyện đó nó xảy ra đó, thì chư tỳ kheo mới thưa Phật. Thì Đức Phật này nói là trong thời gian đó là chư tỳ kheo cũng hạn chế đi ra ngoài, bởi người ta xa vào cái con đường trụy lạc, người ta vui chơi vậy. Thầy tỳ kheo không thích hợp để có mặt ở những cái cảnh đó, cho nên là thầy tỳ kheo hạn chế đi ra ngoài. Đó là điều mà Đức Phật nhắn nhở như vậy. Ở thì cái ý nghĩ mà chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật có dạy rằng hạnh phúc hay đau khổ đó là do ta tạo lấy. Dạ, hạnh phúc hay đau khổ là do ta tạo lấy. Có người lại quan niệm rằng tốt xấu hên xui. Không? Có người tin năm nay mình thuộc sao này hoặc sao nọ. Cái đó nó là đã đi sâu vào ở trong cái tim người Việt của chúng ta, ngoại trừ những người Phật tử chân chánh. Cho nên là thường là quý vị nhớ rằng mỗi năm như thế này đó, thì người ta cầu sự an lành. Thì cái ngày mùng 8, mùng 9 âm lịch đó, hàng năm là người ta hay đi cúng sao. Cúng sao. Và quan niệm mỗi người á, mỗi năm có một vô dán cho họ. Dạ, dán cho họ. Nam La Hầu Kế Đô Nữ Lê Kế, hay hoặc là Thủy Diệu Thái Bạch Thổ Tú, vân vân. Tùy vào mỗi cái quan niệm. Và đặc biệt hai cái sao mà người ta nói nặng nhất là Nam La Hầu Nữ Kế Đô, hay hoặc là Thái Bạch. Đó là họ quan niệm nặng. Họ cho rằng những cái gì sao đó nặng. Thì chẳng lẽ ở trên thế giới này 6-7 tỷ dân lại là 6-7 cái gì sao, 6-7 tỷ gì sao, vân vân. Thì nói như vậy là những người Á Đông của chúng ta là quan niệm về sao như vậy. Thì người phương Tây họ quan niệm cái gì? Họ có quan niệm những gì sao hay không? Thì chúng ta cần phải xem lại những điều đó. Cho nên nói rằng một năm mình có một vì sao dán cho mình tốt xấu đó, thì xin thưa quý vị, thường thường là người ta hay đến cúng sao để giải hạn. Nhưng mà người Phật tử thì chúng ta không nên tin những điều đó. Và như cái câu mà chúng tôi nói khi nãy, Phật dạy rằng hạnh phúc hay đau khổ là do chúng ta tạo lấy. Người Phật tử đó, ngoài cái đức tin Tam Bảo ra đó, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng á, thì người Phật tử còn phải tin nơi nhân quả nghiệp báo. Do chúng ta lấy cái nhân quả nghiệp báo làm cái phương châm hành động trong đời sống hàng ngày của mình, cho nên là mình vững tâm lắm. Chúng ta có gì đi nữa thì mỗi người có cái đức tin khác nhau, nhưng mà người Phật tử chân chánh á, thì mình nên tin ngoài cái đức tin Tam Bảo ra, thì mình nên tin nhân quả nghiệp báo. Cái gì nó cũng có nhân của nó và nó có quả của nó. Rồi chúng ta nên tin rằng trên đời này, như Phật dạy ở trong kinh này, chúng sanh là người thừa tự của nghiệp. Tức là chúng ta phải thừa nhận cái nghiệp của mình, nhận lấy cái nghiệp của mình. Nó tốt, nó xấu, nó cũng tùy thuộc vào quá khứ hiện tại chúng ta tạo ra. Cho nên người Phật tử tin nhân quả nghiệp báo, đó là một cái phương châm, đó là căn bản nền tảng của một người Phật tử. Chúng ta không nên tin một cái gì khác. Nói đến điều này đó, thì chúng tôi lại nhớ ở trong một cái bài kinh Trung Bộ, đặc biệt là bài kinh Dụ Tấm Giải ở kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ, bài kinh Dụ Tấm Giải, Đức Phật khẳng định như thế này: đối với người sống thanh tịnh, ngày nào cũng là ngày tốt. Đối với người sống thanh tịnh, ngày nào cũng là ngày an lành. Người có tịnh nghiệp thanh tịnh thì luôn thành tựu công hạnh lành. Ở đây chúng tôi xin giải thích sơ cái điều này mà Đức Phật này dạy. Sống thanh tịnh là như thế nào? Tức là chúng ta có lời nói, có suy nghĩ, có hành động chân chánh. Đó là sống thanh tịnh. Chúng ta không làm tổn thương cho mình, là không làm tổn thương cho người. Tức là mình sống thanh tịnh.
Cho nên ngày nào mình sống thanh tịnh thì cái ngày đó là ngày an lành. Ngày nào mình sống thanh tịnh thì cái ngày đó là ngày tốt cho mình. Chứ không có cái ngày nào là tốt. Trong văn hóa quan niệm thì mỗi một quốc gia, mỗi dân tộc đều khác nhau. Văn hóa Việt Nam chúng ta quan niệm con số 9. Chúng ta làm gì chúng ta hay lựa vào ngày 9 đó. Cửu 9 là ngày tốt, ngày 7 là ngày thất. Nhưng mà cái văn hóa của chúng tôi nhớ không lầm á, là của người Nhật á, thì họ văn hóa quan niệm cái con số 5 á, là con số lẻ, đặc biệt con số 5 á, là con số may mắn. Thì tùy vào mỗi người. Thí dụ như người Việt chúng ta nghe con chim cú mèo nó kêu á, là xui. Nhưng mà có một số văn hóa người ta quan niệm con cú mèo là may mắn. Thí dụ như Trung Hoa hay là người Việt của chúng ta có quan niệm con dơi là cái điều may mắn. Tại sao mình quan niệm cái con cú mèo nó kêu là xui? Ngày xưa chúng tôi nhớ ở quê cái gì? Hả mà nghe con chim cú mèo nó kêu cú cú, tối nó kêu cú cú như vậy là người ta dắt đất ta chọi liền. Ta sợ lắm. Ta chọi nó để cho nó bay chỗ khác nó kêu. Mà người ta quan niệm là con cú mèo nó kêu là nhà có tai nạn hoặc là có người chết. Người ta sợ lắm. Trong khi những cái con chim á, có những con chim kêu á, nghe nó tiếng nó lạnh loát lắm. Nó thanh tao lắm. Người ta thích nghe nó hót. Trong khi con cú mèo á, nó kêu á, là người ta sợ. Đó cũng là cái quan niệm. Đó cũng là quan niệm. Cho nên cái quan niệm đó nó không có một cái cơ sở gì để gọi đó là chính xác hết. Cho nên chúng tôi xin thưa quý vị, trong dân gian á, thì người ta có nhiều cái quan niệm khác nhau. Có người tin vào sao, cho nên là mà sợ nhất là nam la hầu nữ kế đô, hoặc là thái bạch thì sạch túi, người ta có tiền bao nhiêu cũng hết. Nhưng mà không phải như vậy. Xin thưa quý vị là cái người quan niệm về sao thì cũng bị khổ về sao, không có bao giờ chính xác. Người quan niệm về ngày hoặc là tiếng kêu hoặc là điềm báo, điềm gỡ gì đó hiện trước mặt của mình, đó là xui xẻo hay là may mắn, thì cái đó nó cũng không có cơ sở. Xin thưa quý vị, không có cơ sở. Bởi vì nếu có cơ sở thì cuộc đời này không ai khổ, và cũng không ai mà hoàn toàn sung sướng hết, may mắn hết đâu. Nhưng mà nếu một người tin vào nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo đó, thì những điều gì xảy ra trong đời sống chúng ta đó, ngoài cái việc bất cẩn ở trong đời sống, không khéo xử sự trong đời sống, thì nó có những hiểm họa nó xảy ra trong đời sống của mình ngay trong trước mắt. Nhưng mà rồi đó thì còn có cái nghiệp báo nhân quả. Nghiệp báo nhân quả. Cho nên người Phật tử Đức Phật dạy mình là phải tin nhân quả nghiệp báo. Chúng ta sống trên cuộc đời này đó thì nó phải liên quan đến nhân quả nghiệp báo rất là nhiều quý vị. Không phải là chỉ có quý vị không, mà ngay cả các sư cũng vậy. Những bậc xuất gia có may chăng á, là do mình đời sống mình thường làm những điều thiện nhiều, mình tránh đi những điều ác, cho nên là mình có thể chuyển hóa thay đổi được. Và một người tin vào nhân quả nghiệp báo á, thì nó khác với một người quan niệm về số phận. Quan niệm số phận á, là cái gì được định đặt, số phận của mình sung sướng rồi thì mình trước sau thì cũng sung sướng, thấy không? May mắn thì trước sau cũng may mắn, không bao giờ gặp xui quẩy, không bao giờ xui xẻo. Nhưng mà điều đó nó đâu có nữa. Đâu có nữa. Đâu có ai mà gặp sung sướng hoặc là may mắn hoài, mà cũng không ai gặp xui quẩy hoài, xui xẻo hoài. Cho nên cái đó nó cũng tùy thuộc vào nghiệp quá khứ chúng ta đã tạo. Cho nên có khi chúng ta tạo điều thiện, có khi chúng ta tạo nghiệp thiện, có lúc thì chúng ta tạo nghiệp bất thiện. Khi chúng ta tạo nghiệp thiện thì nó cho cái quả lành, chúng ta gặp được những sự may mắn, hanh thông. Nhưng mà nếu chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện thì chúng ta gặp bất trắc, xui quẩy. Những điều này nó xảy ra hoài với đời sống của chúng ta. Nhưng mà nếu một người quan niệm vào số phận thì số phận đã định đặt như vậy rồi thì không bao giờ chối cãi gì được. Nếu mà một người tin vào số phận thì không cần phải tu, không cần phải
phải sửa chữa cái lời nói của mình, không cần phải sửa chữa cái suy nghĩ của mình, không cần phải sửa chữa cái hành động của mình, mà ở trong kinh gọi đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên đó, chúng tôi nói cái ý niệm này nè, quý vị thấy nè, tại sao trong ngày Tết người ta cử nhau nói những điều số 7? Rồi người ta có nói gì đó thì cũng nói những lời thân thiện, nói những lời yêu kính, quý kính với nhau, chứ không nói những lời độc ác hay chửi rủa mắng nhiếc. Người ta cử được 3 ngày Tết đó. Bởi vì sao? Từ cái ý niệm đó, rồi người ta thấy rằng là người Việt chúng ta là có cái quan niệm là Tết là phải ăn chay. Quý vị thấy không? Cái chữ chay và cái chữ chay nó có thể là chạy từ ở cái chữ trai, Ubosat. Ubosat. Ubosat tức là cái ngày trai giới. Thường là nếu như là những cái nước Phật giáo thuần tí đó, thì những ngày đầu năm như vậy là người ta giữ giới, người ta xem như là ngày trai giới, người ta ráng giữ giới cho những ngày đầu năm, những ngày đầu năm. Cho nên là những ngày trai giới, Ubosatha là những ngày trai giới. Thì cái chữ trai đó, đó mà sau này nó chạy âm thành cái chữ chữ trai, biến thành cái điều mà chúng ta ăn uống, chúng ta ăn uống. Nhưng mà chúng tôi xin thưa rằng người Việt quan niệm như vậy không phải là sai, nhưng mà nó biến từ cái ý nghĩa chữ thanh tịnh, trai giới thanh tịnh, thì nó biến thành cái chữ chay ở trong đời sống. Cho nên là trong cái ý niệm của người Việt thì cứ đầu năm là người ta ăn chay thôi, người ăn tan qua loát, ăn rau, ăn cải gì đó, ăn tàu khổ, ăn thực vật chứ không ăn động vật. Nhưng mà chúng tôi xin thưa, nếu một ngày đó mà quý vị ăn mặn, quý vị ăn mặn ha, thì quý vị sát sanh. Những cái nước phát triển á, những cái nơi mà phát triển á, là người ta không có sát đâu, người ta ra ngoài người ta mua rồi, người ta ra ngoài người ta mua rồi chứ người ta không có sát. Nhưng mà những cái nước mà nó ở quê á, nó kém phát triển á, thì người ngày đó là cái ngày mà người ta, nếu người ta ăn mặn thì người ta buộc phải sát sanh, mừng con gà, mừng con cá gì đó để người ta ăn, phải không? Nhưng mà ngày đó mà quý vị ăn chay á, thì quý vị không có sát. Nhưng mà điều mà Đức Phật ngài khuyên chúng ta đó là không sát, chứ không phải là không ăn. Quý vị thấy cả hai cái truyền thống, Bắc truyền và Nam truyền, đều là người Phật tử giữ năm giới căn bản là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, và không uống các cái chất xa. Không cần chia sẻ. Chứ không có cái giới nào mà giới là không ăn mặn hay là không ăn chay, không ăn mặn ở đây hết. Cho nên là chúng ta thấy hai cái truyền thống đó. Bây giờ chúng tôi trở lại, mỗi cái ý niệm nó đều khác nhau. Nhưng mà người Phật tử đó, dù là chúng ta có vui xuân, chúng ta quan niệm rằng cái ngày xuân là ngày chuyển hóa của một mùa tiết trong một năm để chuyển qua một năm mới. Và ngày nguyên đán, Tết nguyên đán là ngày khởi đầu của một năm mới, một buổi sáng của một năm mới. Thí dụ như ngày hôm nay là ngày mùng 1, ở Việt Nam đang Tết đó, đang đón xuân đó, Tết nguyên đán là như vậy. Nhưng mà rồi, một năm á, là người ta mong muốn suốt một năm của người ta, bản thân của người ta và gia đình, người thân của ta được may mắn. Nhưng mà may mắn á, không phải là sự cầu sinh. Như chúng tôi đã nói khi nãy là hạnh phúc hay đau khổ là do chúng ta tạo lấy, như là điều mà Đức Phật này dạy. Điều Đức Phật này dạy. Như vậy thì người Phật tử quan niệm như thế nào? Chúng ta phải, ngoài cái đức tin Tam Bảo, thì chúng ta phải, người Phật tử phải chuyển hóa cái hành động của mình. Nếu một người quan niệm về số phận thì có nghĩa là định đặt như vậy rồi. Nhưng mà người Phật tử không nên tin vào số phận. Số phận nó an bài như vậy rồi thì chúng ta không nên sửa. Chúng ta sửa nó cũng không sửa được. Tại ông trời cũng định đặt mình như vậy rồi, số phận định đặt mình như vậy rồi, thì nếu mà định đặt như vậy rồi thì con người mình nó không có chuyển hóa được, phải không? Nếu chúng ta quan niệm về số phận. Đằng này không phải. Người Phật tử chúng ta có thể chuyển hóa cái hành động của mình. Chuyển hóa hành động. Từ cái người mà
Thay vì chúng ta giữ kiên cử là ăn nói nó phải là chuẩn mực, ăn nói phải đàng hoàng trong 3 ngày Tết, đừng nói càng, nói đại, nói bậy, nói bạ, vân vân. Để rồi chúng ta kiên cử trong 3 ngày. Nếu chúng ta cử suốt một năm như vậy, 365 ngày chúng ta đều kiên cử hết cái lời nói, thì chúng tôi nghĩ rằng cái quả của người ta không có đến đâu. Quả xấu không có đến đâu. Cho nên người Phật tử mình cần phải có cái sự chuyển hóa. Vì cái chuyển hóa đó, đó mà từ cái người ác trở thành cái người hiền, từ cái người phàm phu trở thành thánh nhân, trở thành Phật. Nghe không? Chúng ta lưu ý vậy. Đó là tu. Đó là tu. Tu là chuyển hóa, tu là sửa, là chuyển hóa. Thì ở đây đó, quý vị thấy rằng là Đức Phật Ngài nói rằng mình có cái sự chuyển hóa. Và nếu chúng ta tin vào Tam Bảo, tin vào nghiệp báo, nghiệp và quả của nghiệp, thì chúng ta nên tránh xa cái nghiệp ác, để rồi chúng ta thực hiện cái hạnh lành ở trong đời sống của mình. Mà hạnh lành thì có nhiều đó quý vị. Chúng tôi lại nhớ ở trong cái bài kinh Mangala Suttang, tức là kinh hạnh phúc, Đức Phật dạy rằng Đa nan cha tham ma cha ri ya cha nya ta ka nan cha sang ga ho ana quát cha ni cam ma ni e tăng mang cả là một tam mang. Trong bản Việt dịch đó, Việt dịch đó, thì các ngài dịch rằng nết hạnh bố thí, một là nết hạnh bố thí, hai là nết hạnh ở theo Phật pháp, ba là nết hạnh tiếp độ quyến thuộc, bốn là những nghề vô tội. Chúng tôi nhớ ở trong kinh Mangala Suttang Đức Phật dạy, trong đó có 38 pháp, nhưng mà ở đây chúng tôi trích trong một kệ ngôn có mấy pháp. Tại sao là đầu năm chúng ta phải thực hiện cái pháp bố thí cúng dường? Người Việt trong cái ý niệm là cứ đầu năm là người ta cũng đi đến chùa, rồi người ta tạo chút ít duyên lành, phước lành. Có một số người quan niệm là hái lộc, quý vị thấy không? Hái lộc là lá đó, hay là lộc là lộc thưởng, lộc trời gì đó. Người ta quan niệm vậy. Người ta đi vô trong chùa, người ta lặt cái lá cây trụi lũi hết rồi. Cây này cây kia ta lặt sạch hết luôn. Cái hành động đó đâu phải là hái cái lộc. Mà ở đây đó, mình muốn được phước thì mình phải tạo cái phước. Chúng ta nhớ đó, mình được cái phước vật ở trong vật đời sống thì mình phải bố thí. Có những người đó họ đi đến chùa là đến thùng phước sương đó, trong những ngày Tết họ đặt vài đồng vô để gọi là bố thí nhang đèn, cũng là hành động phước. Nhưng mà một người Phật tử của mình đó, thì quý vị biết rằng những cái người Phật tử thuần tí thì những ngày này họ đi tìm đến chùa, họ cúng dường đến với chư Tăng. Họ cúng dường đến với chư Tăng. Cũng là cái hạnh bố thí. Nhưng mà có người Việt của mình thì phần lớn đi đến chùa đặt vài đồng vô trong thùng phước sơn, phước sương, phước điền ấy, để rồi chúng ta thực hiện cái pháp bố thí. Cũng là một cái ý niệm hay. Nhưng mà những cái nước Phật giáo thuần tí đó, thì những ngày này họ đến chùa họ cúng dường, đặt bát cúng dường đến với chư Tăng, cho nên cũng là một cái hạnh bố thí. Hạnh bố thí để chi? Mình muốn có phước thì phải tạo phước. Phước thì có nhiều loại phước, phước vật thì chúng ta cần có cái sự bố thí. Muốn được hanh thông, thuận lợi, giàu sang, đầy đủ tiền của vật chất thì người ta phải bố thí cúng dường thôi, chứ làm gì khác hơn. Người xưa có nói cái câu là đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Mà ở đây chúng tôi xin thưa quý vị rằng cái đại phú là do phước, mà tiểu phú thì do cần, tức là giàu nhỏ đó là do siêng năng, cần mẫn, cần kiệm người ta mới có được. Bây giờ mình có làm cho thật nhiều nhưng mà mình thiếu phước nâng đỡ thì mình cũng không giữ được cái tài sản đó. Như vậy thì cái người mà đại phú á,
là do thiên ở đây, chúng tôi muốn nói là do phước, phước mình tạo, phước nó nâng đỡ. Tiểu khú là do cần, tức là mình do siêng năng và do cần kiệm mà có. Người ta giàu nho nhỏ thì người ta có nhờ có cái siêng năng cần kiệm, chứ đâu trên trời rơi xuống. Người ta có phước thì người ta có phước nâng đỡ thì người ta sẽ giữ được cái tài sản của họ. Làm đâu được đó, tài sản có thì giữ nguyên, không bị nước cuốn, không bị lửa cháy, không bị trộm cướp, không bị những nhà chức trách xung công, không bị phi nhân lấy đi, không bị kẻ thừa tự chiếm đoạt, vân vân. Nó nhiều thứ lắm. Cho nên cái người có phước là vậy. Vì vậy cho nên là ở trong kinh Mangala Sutta ở đây đó, Đức Phật ngài dạy rằng nết hạnh của người bố thí đó cũng là một cái hạnh phúc cho cuộc đời này. Chúng ta muốn được phước thì chúng ta nên bố thí cúng dường. Cái thứ hai chúng ta được an lành đó, là chúng ta phải có một cái nết hạnh sống theo Phật pháp. Sống theo Phật pháp làm sao? Mình nói năng, hành động, suy nghĩ đều theo pháp, sống theo Phật pháp. Chúng ta đừng có nói năng cẩu thả, mình nói năng dối trá, mình nói năng độc ác mắng chửi người khác thì làm sao có được cái sự an lành. Bây giờ quý vị cầu sự an lành cho mình, nhưng mà rồi đó thì mình đi tới đâu mình kiếm chuyện người khác, mình mắng chửi người khác, mình làm cái việc này việc nọ dối trá với người khác thì cũng có lúc thôi, người ta cũng không bao giờ tin mình nữa. Hoặc là mình chửi người ta, mình mắng người ta, nói nặng nói nhẹ người ta thì người ta cũng đâu có nhịn mình hoài, cho nên là người ta cũng phản kháng lại thôi. Và vì vậy cho nên là mình nói năng cũng phải cẩn ngôn cẩn hạnh, tức là mình phải thận trọng trong lời nói của mình. Tại sao người ta kiên cử trong 3 ngày đừng nói những gì điều xấu xưa, xe xấu xa xui quẩy xui quẩy, nhưng mà tại sao người ta không ngữ kiên cử luôn đi, suốt 365 ngày kiên cử luôn đi, tức là cẩn ngôn cẩn hạnh. Ở trong Phật giáo gọi là không có ác nghiệp, mà hãy là nói những cái thiện nghiệp, khẩu nghiệp thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp. Rồi thân hành động, tức là bố thí là thân thiện nghiệp. Mình bố thí cúng dường là thân thiện nghiệp. Mình ở theo Phật pháp ở đây thì mình lại là lời nói, hành động và suy nghĩ của mình theo pháp, theo Phật pháp. Và chúng ta thấy một điều đó, cuộc sống này nó đi nhiều cái sứ bề bộn lắm quý vị. Trong cuộc sống xã hội có nhiều cái lo toan, trong cái xã hội công nghiệp phát triển như thế này, mình phải tất bật với thời gian. Cái lớp trẻ bây giờ đó, quý vị biết rằng không có thời gian để đi chùa nữa đâu. Ngay cả những người Khmer ở dưới Tây Nam Bộ cũng vậy. Chúng tôi nói một điều nè, Tết Nguyên Đán thì mình được luật lao động thì được cho phép mình nghỉ đi, vì đó là toàn cả đất nước Việt Nam đều ăn Tết, cho nên chúng ta được nghỉ. Thì bây giờ giới trẻ nó mới được về nhà, nó được ăn Tết 5-3 bữa gì đó, tuần lễ gì đó. Nhưng mà Tết của người Khmer thì họ đâu có cái luật nghỉ. Các dân tộc thiểu số đều có cái Tết riêng hết, nhưng mà họ đâu được nghỉ đâu quý vị. Tại đâu có luật nghỉ. Tại vì sao? Chẳng lẽ là dân tộc thiểu số rồi nghỉ luôn á, thì dân tộc này cũng ăn Tết nghỉ, dân tộc kia ăn Tết nghỉ, cứ ăn Tết hoài, nghỉ hoài thì có đâu mà lao động để tạo ra của cải vật chất. Và do đó thì tâm luật không có cho phép dân tộc thiểu số nghỉ ngày Tết. Trong khi cái Tết Nguyên Đán là chung toàn 90 mấy triệu dân đều phải nghỉ Tết để ăn Tết, để đón xuân. Thì cái giới trẻ nó mới có cơ hội, nó được nghỉ, được đi chùa. Chứ còn bình thường thì làm sao? Ngoại trừ chủ nhật thôi. Nói vấn đề này thì nó rất là nhiều vấn đề. Cho nên là ở đây đó, chúng ta biết rằng cái điều thứ hai mà trong kinh Mangala Sutta Đức Phật ngài dạy rằng mình sống theo cái nết hạnh ở trong Phật pháp, theo Phật pháp, tức là mình sống như thế nào đúng với Phật pháp, mình làm, mình nói năng, mình hành động. Hành động. Điều đó rất là quan trọng. Bởi vì người Phật tử mình mà sống theo Phật pháp thì mình được an vui. Trong một cái thế giới, trong một cái xã hội đầy cái sự sôi bộn trong cuộc đời này, mà mình vẫn giữ được cái tâm thái bình lặng, mình giữ được một cái tâm thái bình ổn ở trong cái đời sống của mình, nói năng, hành động và suy nghĩ của mình sống theo Phật pháp,
Mình làm đúng theo Phật pháp như vậy thì mình được an vui. An vui. Đó là chúng ta nói là một cái người tu. Một cái người tu dù là xuất gia hay là tại gia. Chúng ta sống theo một cái đời sống của một cái người tu. Người cư sĩ thì sống theo pháp thì mình cũng được an vui. Người bậc xuất gia sống theo pháp thì mình cũng được an vui. Xã hội có thay đổi biến đổi chuyển ra như thế nào, nhưng mà mình vẫn giữ được cái đời sống tu tập của mình, sống theo Phật pháp thì mình được an vui chứ. An vui hiện tại, an vui tương lai. Đó là điều mà chúng ta tạo nên cái nguồn hạnh phúc cho chính mình. Xin thưa quý vị rằng mình có sống gì đi nữa thì mình nên trong đời sống hàng ngày mình nên tăng trưởng cái niềm tin của mình. Niềm tin mình phải vững. Không thôi nó có nhiều thứ để cám dỗ, nhiều thứ để thử thách hết á. Không cám dỗ được thì là thử thách. Mà để chối bỏ cái niềm tin của mình, niềm tin của người Phật tu Phật của mình á, không phải là niềm tin suông, không phải là niềm tin mù quáng, mà là niềm tin trơn chánh. Bởi chúng ta tin nơi ân đức của Phật Pháp Tăng, đó là một cái điểm tựa đời sống tinh thần đạo đức cho chúng ta. Phật là nơi nương tựa cho chúng con, Pháp là nơi nương tựa cho chúng con, Tăng là nơi nương tựa cho chúng con. Và ngoài cái tin Tam Bảo ra đó, thì người tu Phật của chúng ta còn tin nơi nhân quả nghiệp báo. Chúng ta làm gì thì chúng ta nên suy xét đến nhân và quả. Chúng ta làm gì thì chúng ta nên có một cái hành động suy nghĩ, đó là nghiệp và quả của nghiệp. Chúng ta suy xét như vậy. Và do đó chúng ta điều chỉnh trong đời sống hàng ngày của mình, mình sẽ có được sự an vui. Như vậy thì cái người mà sống trong Phật pháp đó là cái người mà tạo nên một cái hạnh phúc cho chính mình. Hạnh phúc cho chính mình. Và cái điều thứ ba mà ở trong cái kệ ngôn này đó là gì? Tiếp độ quyến thuộc nha tắc ca nanh chắc sang gá hô, tức là tiếp độ quyến thuộc. Tiếp độ quyến thuộc. Thì xin thưa quý vị, ở nhà đó thì phong tục người Việt của chúng ta có quan niệm rằng Tết là đoàn viên gia đình. Rồi thường là người Việt của chúng ta có cái phong tục là người Việt của chúng ta có cái phong tục rằng là 30 Tết là thỉnh rước ông bà về ăn Tết cùng con cháu. Rồi mùng 3 Tết, chiều mùng 3 Tết là đưa ông bà đi. Có phải vậy không ạ? Đưa ông bà đi. Mặc dù ông bà chúng ta chết từ đâu bao nhiêu năm trước rồi, lâu lắm rồi, không biết đi tái sanh đâu nữa, nhưng mà chúng ta vẫn quan niệm rằng rước ông bà về ăn Tết cùng. Đó là cái ý niệm nhớ ơn, tưởng nhớ đến những bậc hữu ân, những bậc sinh thành. Rồi lại rước, rồi xong lại lại đưa đi. Rước rồi lại đưa đi. Quý vị thấy không? Rước rồi lại đưa đi. Rước đi, rước đến thì phải đưa, rước về thì phải đưa đi. Là như vậy. Nhưng mà rồi đó thì mình cũng phải vẫn quan niệm là xung quanh mình còn có ông bà, cha mẹ, các thế hệ cùng chung sum vầy ở trong những ngày xuân như vậy. Ngày xuân vậy. Thì bây giờ khi mà mình tiếp độ quyến thuộc thì xin thưa quý vị rằng nếu chúng ta là còn là những người sống chung với nhau, từ vợ chồng, con cái, cháu chắt trong gia đình, ông bà, chúng ta hãy đối xử với nhau, hãy ứng xử với nhau như là một người thân bằng với cái tình thương của chính mình. Và mình chúng tôi nghĩ rằng là cái phong tục đó nhiều khi là mình cứ đầu xuân rồi con cháu quầy quần nhau sáng sớm là rồi trong những ngày Tết, đặc biệt một mùng một Tết cha, mùng hai Tết thầy gì đó, vân vân. Thì ở đây đó là cái quan niệm. Thì những cái ngày đầu xuân như vậy thì người ta thường có những lời chúc Tết cho nhau. Thì thay vì những lời chúc Tết đó,
Thì ngoài cái việc mà chúc Tết cho nhau đó, là mình nói những lời tốt đẹp, mong cho cha mẹ, ông bà được sống thọ, được sức khỏe, rồi làm ăn được, người còn trẻ đó, làm ăn được phát đạt, rồi gia đình được hạnh phúc, rồi được bình an ở trong cuộc sống. Đó là cái điều mà mình mong muốn và hy vọng. Nhưng mà tất cả những điều đó, đó là những điều mong muốn. Mình muốn được mong muốn những điều đó, đó. Thì ở đây đó là dìu dắt tiếp độ cho nhau. Tức là trong quyến thuộc mình đó, chồng phải đối xử với vợ như thế nào cho nó thích hợp, vợ đối xử với chồng như thế nào cho thích hợp, con cái đối với cha mẹ ông bà như thế nào cho thích hợp. Tức là chúng ta phải thực hiện những cái phận sự của một người con đối với cha mẹ, của một người vợ đối với chồng, của một người chồng đối với vợ, và một người cha mẹ đối với con cái. Cho nên chúng tôi nhớ ở trong kinh Trường Bộ, Đức Phật Ngài nói là một trong năm cái phận sự của người cha mẹ đối với con, đó là gì? Ngăn chặn không cho con làm việc ác, việc xấu, và khuyến khích, động viên con làm việc tốt, việc thiện. Đó là cái bổn phận của người cha, người mẹ. Mà mình muốn tiếp độ là như vậy, là như vậy. Muốn cho trong ấm ngoài im thì phải là hướng dẫn con cháu, nhắc nhở con cháu, và con cháu phải biết kính vâng lời cha mẹ. Vâng lời cha mẹ. Thì một cái bổn phận của người cha người mẹ đó là gì? Ngăn chặn không cho con làm việc ác, việc xấu, và khuyến khích động viên con làm việc thiện, việc tốt. Đó là điều mà ngày xưa tới giờ rồi. Cho nên nếu nhiều khi á, mình nói là tại sao cha mẹ sinh con nói không dạy, hay là dạy con mà con không nghe, thì quý vị biết rằng nó là người xưa có nói rằng là cái người bậc thượng đó thì họ chỉ cần thấy những cái việc tốt thì họ bắt chước, họ làm theo. Việc tốt, việc thiện họ bắt chước làm theo. Nhưng mà cái người bậc trung á thì phải ân cần nhắc nhở, khuyến khích, động viên thì họ mới trở thành người thiện được. Còn cái người bậc hạ đó thì dù họ có nhắc nhở, dạy dỗ, hướng dẫn họ, họ cũng không làm theo được. Cho nên là cái câu mà cái tiếng Hán mà người ta nói là thượng phẩm chi nhân bất giáo nhi thiện, trung phẩm chi nhân giáo nhi hậu thiện, hạ phẩm chi nhân giáo diệt bất thiện, bất giáo nhi thiện phi thánh như hạ, giáo nhi hậu thiện phi hiền như hạ. Có nghĩa là cái người bậc thượng á thì họ chỉ cần nhận thức được, ý thức được, biết được cái việc này là việc tốt, việc thiện thì tự động họ làm, không cần mình phải nhắc nhở họ, khuyến khích họ, động viên họ. Còn cái người bậc trung á, thì phải ân cần nhắc nhở, khuyến khích họ, họ mới trở thành người tốt được, người thiện được. Còn cái người bậc hạ thì dù dạy cho họ, nhắc nhở cho họ như thế nào đó, thì họ cũng không trở thành người tốt, người thiện được. Thì nói như vậy đó, để cho chúng ta thấy rằng cái việc mà ở trong gia đình á, là tiếp độ quyến thuộc rất là quan trọng trong các cái mối tương giao giữa cha mẹ, ông bà, con cái, cháu chắt trong gia đình. Nó rất là quan trọng. Nó có sự tương tác với nhau. Và sự tương tác đó là bổn phận và trách nhiệm. Ví dụ như mình đóng vai trò mình là làm cha, làm mẹ, thì mình phải tiếp độ con cái bằng những cái pháp của người làm cha, làm mẹ. Rồi người con, người cháu trong gia đình á, phải được tiếp độ như thế nào? Đó là phải thực hiện cái pháp của một người làm con ở trong gia đình, mà Đức Phật Ngài dạy rằng một người con có năm cái bổn phận. Đó là gì? Một là nuôi dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ đó là nuôi dưỡng cha mẹ. Hai là làm việc thay thế cho cha mẹ, gánh vác đó. Tức là gánh vác việc gia đình. Cha mẹ đang làm cái nghề buôn bán, làm nghề nông hay là làm nghề thương mại, dịch vụ gì đó, thì tất cả những việc đó mình có thể gánh vác, tiếp tay phụ với cha mẹ, gánh vác phụ, chứ không phải là giao cho ai hay là bỏ bê đó.
không đánh bạc. Ba nữa đó là giữ gìn truyền thống của cha mẹ để lại. Truyền thống đó là truyền thống gì đó? Truyền thống hiếu học, truyền thống hiếu hạnh, truyền thống hòa hợp, kính trên nhường dưới, truyền thống này, truyền thống gì mà chúng ta nghĩ đó là tốt đẹp thì mình nên gìn giữ cái truyền thống đó. Bổn phận người con là như vậy. Thứ tư là giữ gìn gia sản do cha mẹ để lại. Và thứ năm là tưởng niệm, tạo phước, hồi hướng cho cha mẹ. Tưởng niệm là chúng ta cúng dỗ để nhớ ơn cha mẹ. Bên cạnh đó, văn hóa đạo Phật của chúng ta đó là tạo phước cúng dường để hồi hướng cho cha mẹ. Hồi hướng cho cha mẹ là nhớ ơn và đáp ơn. Cha mẹ chúng ta có nhận được hay không thì phước đó chúng ta nhận, phước đó chúng ta hưởng. Không ai hưởng đâu, nhưng mà chúng ta cũng phải vẫn làm. Cho nên năm cái bổn phận mà Đức Phật dạy cho một người con đó là gọi là người con chí hiếu: phụng dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ khi còn sinh tiền, thấy không? Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, giữ gìn tài sản, bảo vệ tài sản do cha mẹ để lại, làm việc thay thế cho cha mẹ, tức là gánh vác. Và thứ năm là tưởng niệm, tạo phước cúng dường để hồi hướng cho cha mẹ ông bà. Tưởng niệm là chúng ta cúng dỗ đó. Trong cái thờ cúng ông bà chúng ta từ ngàn xưa tới giờ, người Việt chúng ta là trước khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam thì chúng ta có cái truyền thống thờ cúng ông bà, tổ tiên ông bà. Cho nên miền Bắc người ta có gọi là thờ gia tiên, mà trong miền Nam mình gọi là cửu quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ vân vân. Như vậy thì cái việc mà tiếp độ quyến thuộc á là một trong những cái cách mà làm cho được hạnh phúc gia đình. Cái điều thứ tư ở đây đó là Đức Phật Ngài dạy trong kinh Mangala Suttang, tức là kinh hạnh phúc đó, Phật dạy là những nghề vô tội. Tức là chúng ta có làm việc gì đó thì người Phật tử chúng ta tránh cái nghiệp gì mà đưa đến cái đời sống khổ đau cho mình. Tức là chúng ta không vì sát sanh, không vì lường gạt trộm cắp của người khác mà chúng ta có của cải vật chất. Mà những cái nghề gì chúng ta làm là bằng công sức trí tuệ, công sức của chúng ta bỏ ra để chúng ta thu hoạch được những tài sản chính đáng. Mà trong kinh nói là người Phật tử, người cư sĩ được hạnh phúc là mình được thừa hưởng tài sản do công sức mình bỏ ra, mình nhận được cái tài sản đó. Thì cái tài sản đó là tài sản chính đáng của chính mình. Mình bỏ công sức trí tuệ bỏ ra để thu hoạch lại cái tài sản đó thì mình được quyền thừa hưởng cái tài sản đó. Đó là niềm hạnh phúc của mình. Mình không phạm tội, phạm pháp gì hết. Mình không phạm pháp thì không sợ pháp luật trừng trị. Không phạm tội về phương diện luật nhân quả nghiệp báo thì mình không sợ những cái điều gì để quả báo ở trong tương lai cũng như là hiện tại. Chúng ta không khổ. Như vậy thì cái ý niệm của cái ngày xuân của người Phật tử đó, dù chúng ta có vui chơi như thế nào đấy, chúng ta cũng không quên cái phận sự mà cái câu đầu mà nãy chúng tôi đã nói. Chúng ta cũng phải biết dẫn thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Mà ở trong cái bài kinh Mangala Suttang ở đây, Đức Phật Ngài dạy rằng nết hạnh, một nết hạnh bố thí, hai nết hạnh ở theo Phật pháp, ba nết hạnh tiếp độ quý thuộc, bốn là những nghề vô tội. Những nghề vô tội, chúng ta có làm gì thì cũng đừng phạm pháp. Chúng ta làm cái việc gì đi nữa thì chúng ta đừng có tạo nên cái nghiệp ác nghiệp ở trong hiện tại, để rồi ở trong hiện tại khổ, tương lai khổ. Điều đó rất là quan trọng quý vị, rất là quan trọng. Cho nên ở trong cái ngày xuân hôm nay đó thì chúng tôi xin thưa quý vị rằng chúng tôi xin chia sẻ với những cái ý nghĩ như vậy. Có nghĩa là người Phật tử chúng ta có vui xuân, đặc biệt là người ở tại Việt Nam á, chúng ta còn có cái không khí của ngày Tết Nguyên Đán. Các vị Phật tử ở trời Tây,
ở phương Tây đó, thì những ngày này thì nếu mà nhà nào cũng còn dữ lắm thì cũng có vài nét trúc sơn, vài qua cành mai cành đào, vài qua vài cái đòn bánh tét bánh chưng, rồi vài cái lời chúc tụng, hoặc là nữ thì bận áo vải áo dài, rồi nam thì bận áo truyền thống, nữ bận áo truyền thống của người Việt, để còn có đó chúc sưng. Nhưng mà người Việt ở tại Việt Nam đó, người Việt Nam của chúng ta thì vẫn còn là những cái ý niệm của những ngày xuân, nó cũng còn chút gì đó còn nhiều à. Nhưng mà rồi đó là cái ý niệm của ngày xuân của mình, dù mình có chơi cái gì làm cái gì đi nữa thì cũng không quên cái phận sự của một cái người Phật tử, một cái người Phật tử mà chúng tôi nói rằng Đức Phật dạy rằng mình vui xuân nhưng mà mình không quên phận sự của mình. Phận sự của mình là sống đừng có dễ vui, đừng có quên mình, để rồi có những người đó thì làm lao động bao nhiêu ngày vất vả, đi vào trong casino rồi để tiêu hết tiền, mất hết tiền, rồi về nhà rạn nứt gia đình, tình cảm cha con anh em, mẹ con anh em, vợ chồng đó rạn nứt đó, rồi khổ lụy nó rất là nhiều. Rồi có người thì vui chơi quá rồi say sưa, rồi đi ra ngoài đường đó này không điều khiển xe lao vô người khác thì cũng lại khổ. Cái gì cũng khổ hết. Cho nên là mình có vui chơi trong ngày xuân, và người Phật tử quan niệm rằng, chúng tôi nghĩ rằng bản thân của chúng tôi suy nghĩ đó, hồi nhỏ đó là mình thích ngày Tết, thích ngày Tết, rất vui ngày Tết, háo hức với những ngày Tết. Bởi vì sao? Là mình mong được có được cái bộ quần áo mới để đẹp để mang để mặc, có đôi dép dài mới để mà mình mang, được tiền lì xì mình vui. Nhưng mà rồi mình lớn tuổi rồi đó thì cái ngày xuân cũng chỉ nghĩ là một năm trôi qua hết 365 ngày, bắt đầu cho một ngày đến mới là Tết Nguyên Đán của một một ngày đầu tiên của năm. Cũng là chúng ta nghĩ vạn vật trên cuộc đời này nó vô thường lắm, nó thay đổi lắm, và chúng ta đang có bị cái hiểm họa trong cuộc đời này, đó là sanh già bệnh chết chúng ta đang đeo đuổi chúng ta. Và do vậy như cái câu mà ban đầu chúng tôi giới thiệu, khi mà Đức vua Basanadi hỏi Đức Phật, nếu biết rằng cuộc đời này có những hiểm họa là sanh già bệnh chết đang đeo đuổi mình thì nên làm gì, thì vua trả lời là con có thể làm gì hơn khác ngoài cái việc là sống đúng chánh pháp, sống chơn chánh trong pháp, làm các hạnh lành, các cái công đức trong đời sống của mình. Đó là cái câu trả lời mà Đức vua Basenadi đã trả lời cho Đức Phật. Trong khi có nhiều cái sự trộn rộn trong cuộc đời, có nhiều cái sự bận rộn mà một đức vua nào, bất cứ một đức vua nào quan tâm đến quốc gia, quan tâm đến đất nước, đang quan tâm đến 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 nhân dân, thần dân trong cuộc trong quốc độ của mình, thì người đó đều nghĩ đến những điều đó. Nhưng mà đối với đức vua thì đức vua lại có một cái suy nghĩ là không có làm gì hơn. Chúng ta quan niệm rằng là thời gian trôi qua mau, một năm trôi qua mau, và rõ ràng là chúng tôi, riêng bản thân chúng tôi có cái cảm nhận là khi mà mình lớn tuổi rồi mình thấy sao thời gian nó trôi qua mau lắm. Một tháng có 4 tuần lễ và một năm có 12 tháng, cứ trôi qua như vậy chúng ta thấy qua mau lắm. Và không có gì hơn thì cái việc mà sanh già bệnh chết nó đang đeo đuổi mình thì không có cái gì hơn là bằng cách là mình sống đúng theo chánh pháp, sống chơn chánh trong pháp, hoặc là làm các cái hạnh lành và các cái công đức trong đời sống của mình. Đó là cái chỗ y cứ và nương tựa cho mình. Thời gian vẫn trôi qua mau, để lại những cái gì đó, đó là công đức thiện sự, đó là niềm vui cho chúng ta. Thì đó là, chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái ý niệm tích cực nhất của một người Phật tử, có những cái ý niệm trong những ngày xuân của người Phật tử một cách chân chánh là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022 bắt đầu của ngày hôm nay,
Chúng tôi kính trước là kính chúc chư tôn đức thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tăng cùng với quý cô tu nữ một năm mới sức khỏe khang kiện, thân tâm an lạc và thành tựu trong cái đời sống tu học phạm hạnh của mình. Và chúng tôi kính chúc quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ xuân Nhâm Dần 2022 có nhiều sức khỏe, có nhiều sức khỏe, rồi đó là gia đình được hạnh phúc, gia đình được hạnh phúc. Cái thứ hai là thành tựu mọi cái ước nguyện của mình. Người còn đi làm thì đi làm công việc nó cũng được suôn sẻ, được thuận lợi. Người được nghỉ hưu thì cũng được cái sự an lạc ở trong cái đời sống của mình. Và xin chúc cho quý vị luôn được sự an lạc ở trong đời sống, đặc biệt là chúng ta có vui chơi, vui xuân, chúng ta không quên phận sự của mình. Quan niệm về ý niệm của ngày xuân của một người Phật tử đó là hành thiện, sống thiện và chân chánh thực hành những hạnh lành cũng như là các cái công đức cho mình, giống như là Đức vua Basenadi đã trả lời cho Đức Phật. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng đã giảng bài học đầu xuân ngày mùng 1 Tết cho chúng con nghe hiểu. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng, kính chúc Thượng tọa Pháp Tăng được có nhiều sức khỏe, được an vui. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng. Và con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng tọa Minh Hạnh. Vata sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha Nupavena sada sati vavantu te Vata sapa rakhanto sapa devata sapa hamma Nupavena sada sati vavantu te Bhavato sabba mangalam rakhanto sabbe devata sabba sangha anubhavana sada sati bhavantu te. Tất cả vâng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, năm nay mùng 1 Tết con cũng kính chúc Thượng tọa Minh Hạnh có nhiều sức khỏe và cũng được an vui, và cũng kính